Chào các bạn quay lại với kênh Chính Dương TV. Này mình giới thiệu chỗ mình nuôi nha. Một số anh em hỏi sao nay nhà ở chợ mà sao nuôi được mấy mình vịt mồi. Đây chỗ mình nuôi đây. Đây cái lồng đây. Đây treo rồi. Này chung là nhà chật mình cũng nuôi được bình thường chứ không có gì. Con cái mình chịu khó giữ sinh thôi. Đó, đây. 1 2 3 4. Đây nè. 5 6 7 thì mới mua được hai con nữa. Nói chung là mình đi đánh cái mình gặp trường hợp trong dân người ta bán rẻ mình mua. Nhưng mà thường là chim không có trong vườn là chim không có tập nha. Chim không có tập thì mình về mình chịu khó mình tập thôi. Đó, nhưng mà mình đang bỏ trong lục là mấy con. Thực ra mình mấy con mình đã đang tập đó. Hai con một cái chuồng trống nữa nè, mới bán xong đó. Đó. Không có gì khó hết trơn. Nói chung hơi chặt thì mình nuôi chặt chứ không có gì chơi nghe nè. Đá, đá tài. Bíp 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 bíp. Dữ lắm. Con này mắt đỏ rồi nè các bạn. Còn con này nữa nè. Con này thì mới đầu về là vô lục sôi. Mà cái này được vô được 7-8 ngày nay hết sôi rồi. Rồi con này. Con này đánh được vài con à. Giảng từ khách đi chùm máu cỡ nào cũng không nhảy không tung kêu lai gai mà đi đây còn ở đây con mái mấy con mái à chủ yếu để kích trống thôi chứ còn dạng khừ thôi chơi cỡ nào cũng được nhảy dạng lắm đây bên đây hai con trống này. Con trống này là mới về nè. Nè tua nè mà mặt đỏ ao nữa các bạn. Mặt đỏ cực đỏ mà con cái là nó người ta nuôi người ta cho ăn thức ăn không á mà nó bể bèo nhiều hết trơn. Mà nhỏ con cực kỳ nhỏ con ngon. Trống nha. Con cái này ngược nắng chút xíu nó hơi khó thấy các bạn. Con cái mái mình mái cùi bắp đó, ra chưa có điều kiện mình đổi mái. Ồ, mắt đỏ nè. Bíp 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 bíp. Đấy, đang cho ăn bởi thành ra nó kêu chứ mấy thôi nó kêu cái là banh cái nhà luôn. Đây. Rồi chút xíu cái mình lấy đi đánh một kèo kèo cho các bạn coi nha. Rồi, các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh mình ủng hộ mình nha. Đó. Okay. Nha, chút xíu các bạn coi nha, đi đánh thường thường nào ngày nào cũng vậy, vô nơi rảnh chắc nào đi đánh chắc đó, thường đi làm vườn này kia rảnh chắc nào đi đánh chắc đó. Làm kèo phải kèo hả chứ không nhiều, đánh giải trí rồi chơi đỡ ghiền thôi chứ còn mình không bao giờ đi được nguyên ngày, đa số đi được tiếng hoặc tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi vậy nha, hồi các nữa các bạn coi nha, coi đón clip coi nha. Rồi cảm ơn các bạn. Đây, chào mừng các bạn quay lại với kênh Chính Dương TV. Mình tiếp tục đi bẫy mệt nha các bạn. Hay mình vô vườn cam gần nhà mình đẩy nó tiếp tục thì các bạn coi nha. Này rất là chiều rồi nhưng hồi mình tới vườn gắn bỏ lại đi thôi các bạn coi nha.
Rồi dính rồi các bạn ơi. Bữa hổm dính con này, dính con nữa, con cái này nó xuống nó không đá. Mẹ con đi.
mình luôn. Con trống nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nè. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký subscribe kênh Chính Dương TV ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn. Rồi mình gác kèo này nha các bạn. Mình gác kèo chiều nha, gác này chắc 5 giờ 5 mấy rồi. Gác kèo kèo như vậy. Thank you.
lươn con các bạn ơi. À, ok, kết thúc clip cho các bạn rồi, xin chào các bạn.